chưa? Đó, chân vậy mà nha, đó chân này. Đó là sẽ nghiêng thấy không, thấy không? Đó thấy không, quay nghiêng, đó nghiêng phải chưa? Đó tôi yếu tập thể dục các bạn. Đó đó, như mình ngồi tập sạc chân đây các bạn xem đó, rất là nhiều tư thế các bạn nha, ngồi đó, ngồi ha. Nói cái nhà, xin mừng cái nhà quay lại kênh review hình của mình nha. Thì cái tập này mình sẽ quay lại các cái đồ mà dùng, phần phẩm hay đồ chơi các bạn. Đó, bây giờ trong số này mình sẽ quay một cái món đồ chơi cũng khá là hot, chơi mô hình lắp ráp, các bạn chơi mô hình mà nhân vật á, kiểu như trong game hay là trong phim Marvel hay là DC các bạn đó. Đây là một trong những nhân vật phản diện. Đó, trong cái game, trong cái phim của thằng Spider-Man các bạn, đó là tên là Sinister. Đó, các bạn xem là to và bự không? Bây giờ mình sẽ review chi tiết về sản phẩm này các bạn nha. Mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Sau này vô. Ok, giờ bắt đầu các bạn nha. Ok, giờ mình bắt đầu mình khui hộp nào. Đây. Các bạn xem cái cảnh này nha, đó. Hộp thì hơi bị da tí xíu, bụi bụi xíu bạn, nhưng mà ở trong bất lòng mất cần mới tin nha. Đó. Sinister 6. Nhân vật trong phản diện trong game hay phim của Spider-Man các bạn. Đây. Marvel Reno, tê giác. Armor Defense, Defense Blender, Defense này tiếng đủ thứ tiếng luôn nè, à, tiếng Anh, tiếng Pháp gì nè. Của sản phẩm của Hasbro, bạn chuyên làm mấy cái mô hình đồ chơi của mấy sản phẩm game mà, phim á, Marvel, nổi tiếng các bạn nha. Sẽ làm tại Trung Quốc, mà thương hiệu Mỹ các bạn nha. Hero series, series các sản phẩm anh hùng, mà này phản diện mang phải hero đó. Sản phẩm này không dành cho trẻ dưới 3 tuổi không ta? 3 tuổi. Lắp ghép mô hình mà cần chút trí tuệ, trí não. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui hộp anh nha. Đây có băng keo nè, đợi băng keo anh thôi. Này mình lấy cái keo nhanh cho nó lẹ mày. Đó. Cắt cho nó nhanh. Ok, mở ra coi nào. Trong rồi ở ngoài thì hơi bụi nhưng bên trong là rất là mê tinh luôn cả nhà ơi. Đây hoành tráng chưa. Dạ các bạn nha, cái này làm gần 3 phân 30 cm đây, cái thước này các bạn nha, các bạn thấy không, hơn 30 khoảng tầm 30 cm các bạn nè. Đó 29, 30, 31 này ha. Dạ lắm bạn nha, mình khổ A4 mà bạn. À, tờ giấy A4 á, A4 các bạn nè, thấy không? Đó. Bằng một tờ A4 hay là thấy không? Đó, một tờ A4 rất là to bạn nha. Đây, đó. Em bị xiềng xích giống như giam giữ tôi bực không vậy đó. Xiềng xích ở mấy cái miếng này các bạn. Đó. Bị giam cầm. Thì mình sẽ gỡ ra các bạn nha. Đây, giờ gỡ xích cho em các bạn. Xiềng xích. Sẽ cho em giải phóng tự do cho em. Đây. Ngầu các bạn. Đó, thấy không? Ngậu mà nha.
Đó, mô hình có thể kéo lên kéo xuống các bạn không, tay nè kéo lên kéo xuống nè, tay này, chân là cứ động là 360 độ luôn, giật cần 360 độ các bạn. Đó các bạn thấy các bạn nha, ngồi bãi trưởng các bạn ơi. Đó, rất là đẹp, các bạn đeo chân các bạn rất là ok nha, để mặt nó chi tiết luôn các bạn không. Đó, sờ rất là tốt mà nha. Đó, về hai cái giáp các bạn, hai cái này mình sẽ để lên hai cái bên đây nè các bạn nha. Đó, thì mình sẽ lấy cho các bạn xem luôn. Đó, hai cái giáp để hai bên. Đó, ngầu chưa. Đó, để sau đây có cái nút này, có cái này, cái lỗ đó các bạn, cắm cái lỗ này nè không. Đó, cắm cái lỗ này nè, hai cái lỗ này các bạn thấy không, hai cái lỗ này cắm vào hai cái lỗ này. Đó, trên đi sau lên dưới sọc vô đó, cứng ngắc luôn. Cái còn lại là phân tử các bạn nha. Đó, rồi cứng ngắc các bạn được chưa. Đó, ngầu bãi trưởng rồi thấy không, anh chị mà ngầu quá ngầu rồi các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hướng mặt còn lại rồi nha. Ok cả nhà, đây là sản phẩm mình đã lấy cắm xong các bạn. Đây, bạn thấy không, ngầu không. Đó, các bạn xem thấy không, tay để gỡ là được mày nha, gỡ ra cắn cái được nè. Đó, hồi nãy cho bạn xem đó. Đó, ngầu chưa. Đây nè, tay được bờ được dơ lên các bạn. Đó, bạn cắn cắn vô, cắn có lỗ nha, cắn kỹ vô mới được các bạn nha, nó bị xúc mà. Đây bây sau cái này á, mình mà kéo lên á thì nó sẽ dễ bung ra mà nha. Mình chỉ nằm xuống nè, kéo lên thì dễ bung. Đó, phải chắc vô được nha. Đó, nếu không thì sẽ dễ bung mà nha. Đó, thấy không, xoay 360 độ này. Giờ sẽ gắn lại các bạn, cho nó dính kỹ kỹ, nó gắn hơi bị hở, nó bị xúc ra ngoài. Đây, chắc là phải không? Được chưa? Đó, chân vậy mà nha, đó, chân nè. Đó, mà xoay nghiêng thấy không? Thấy không? Đó, thấy không? Quay nghiêng, đó, nghiêng. Thấy chưa? Đó, tôi giống tập thể dục các bạn. Đó, đó, như mình ngồi tập sạc chân. Đây các bạn xem. Đó, rất nhiều tư thế các bạn nha, ngồi, đó, như ngồi thấy không? Xoay tay lên xuống, xoay lên ha, này xoay, bạn thấy xoay kia không? Xoay nhiều tư thế rồi các bạn. Nhiều tư thế rồi, người ta phải dục nè. Đây ngồi không? Chống chân xoay lưng, xoay tay lên trời, xoay tay, cái này con người không làm được nha. Động này chắc kể tay quá các bạn. Đứng không người lưng nữa, ngã người sao đứng lên đó, ngồi chưa. Các bạn để mô hình này trong nhà, chân là tuyệt vời bạn nha, rất là đẹp bạn nha. Đó, ngồi không, tư thế luôn, muốn tư thế nào cũng được hết. Rất đẹp các bạn nha, tuyệt vời. Đó, các bạn hãy nghiêng người lên, nghĩ người lên, ngửa người lên trời thấy không, ngửa người lên trước, xoay tập thể dục vậy đó, xoay lên xoay xuống. Tiện nha, gỡ mấy gì em bự mạng, gỡ đây nè. Thì này mình làm tắt nút ngắt thôi, mà không đớt được như kia. Đó, gỡ ra nha, nhìn cho đẹp trai thấy không.
xoay lên cái số nó màu da nó ngập người xuống ngập người lên đó. Ngập cái thế nào cũng được mà nha đó. Thì mình muốn thế nào thế thế nào là làm thế đó. Mày thế bưởi đập nó đập ấn nhó bùm 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 đó, ví dụ vậy. Tưởng tượng trong game show hai con vật á hả, ngồi đánh lộn nhau bạn vui bạn nha. Nhưng mà tự xưng mình sơn mà đẹp ghê nha, chi tiết đẹp ghê mà đó, ngầu không con này chân nhìn quá đẹp luôn mà giá rất là giá các bạn xem vô rất là nó sao rất hợp lý luôn nha đó. Còn hoàn toàn là không có mắt luôn các bạn, sự không mắt luôn đó. Mình sẽ để lên Shopee với các bạn vô và tham khảo nha, rất là đẹp các bạn, cực kỳ giá rất là đẹp luôn, giá mà ngang mấy cái đồ chơi mà các bạn mua bên chơi và gia đình để tiêu dùng quốc các bạn, mà giá là chất lượng Mỹ các bạn. Bất ngờ luôn, đẹp ghê ha, chi tiết nè đó, mấy cái vân mấy cái da bộ giáp nè đó, đây cái guitar vậy thì Hasbro Marvel 2015 đó, đẹp các bạn, ngon vãi chưởng. Cảm ơn người cắm cắm mấy sừng cho ảnh. Đây này nó giống như hai cái quả lựu đạn đó, ngầu chưa bắn nha, bùm 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 bắn chết luôn. Nói mấy tên lửa thấy không? Nè, nhắm lên. Bắn nè, băng. Rồi, tên lửa rớt phải không? Bắn dữ quá rớt luôn rồi. Ok. Đó, ngầu không? Đó, người dép này, ngầu bãi trưởng luôn. Dép tay dép, đó. Thấy không? Rồi, đó, mình đưa tới đây cho các bạn xem thấy không? Đó, siêu anh hùng, đó là bắn diện các bạn nha. Đó, giá rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhớ cho coi các bạn nha. Mình tiếp theo mình sẽ review những anh hùng khác. Đóng vai chính diện cũng có nha, phản diện cũng có luôn. Rồi. Giá rất là đẹp các bạn. Bạn nào không mua là hơi bị tiếc nha. Cực kỳ rẻ luôn các bạn. Rồi. Mình review tới đây các bạn nha. Như quên nữa các bạn, ở đây còn cái chân rồi nha, cái tay nè. Xoay được các bạn nha. Đây, các bạn xem. Hay không? Xoay cái tay. Mình từ lửa bắn ra, muốn ngày ăn từ lửa bắn ra, bùm đó, hay cái nào này không biết xe được không người ta. Đó, các bạn có thể mình tự tìm coi khám phá biết đâu có những cái bất ngờ cho cái mô hình đồ chơi các bạn, thấy không? Cứ lo các bạn khám phá được một món hai món gì đó thì mới vui đó, khám phá đồ chơi mà ngồi chơi cái ngày không chán không nha, ngồi ngắm. Rất là dễ thương mà nha, rất scooter mà rất là ngầu luôn. Ok, cả nhà quan tâm sản phẩm này thì vào link Shopee mình sẽ để các bạn nhé mà nha, mình ngay kẹp hết mà nha, dễ thú nghị luôn. Ok, sau tới mình sẽ đi tiếp những con khác mà nha. Cảm ơn cả nhà đã coi giống này nha, hẹn cả nhà ở những clip sau. Bye bye.